Thưa Dương xin chào đón quý vị đến với chương trình Asia Channel và ngày hôm nay thì Tâm Đoàn và Thúy Dương đang trò chuyện với nữ ca sĩ Y Phụng. Thưa quý vị là à, trong ngày mùng 4 tháng 12 năm 2010 tại Long Beach, Asia sẽ trực tiếp Thu hình cuốn uh, Asia 67 với chủ đề là đám cưới đầu xuân. Thì từ nãy giờ chúng ta đã lính chính là nữ ca sĩ Y Phụng chưa bao giờ có chồng. Tuy nhiên là vào ngày mùng 4 tháng 12 thì chị cũng phải lên xe hoa về nhà một người nào đó ở trên sân khấu của trung tâm Asia. Thì bây giờ Y Phụng có thể chia sẻ một uh, một số những cái cảm nghĩ của Y Phụng về cuốn đám cưới đầu xuân uh, trong chương trình kế tiếp. À, phụng thì phụng nghĩ là chắc anh hồ anh nghe là phụng chưa chồng mà có người đồng như vậy chắc kia này anh lấy phụng vô để gả cho người khác rồi vô đám cưới này quá <laughs> nhưng mà thật sự thì phụng tới giờ phút này nha nói thật với tâm đơn với thùy dương là phụng không có biết là phụng sẽ được gả cho ai hay là sẽ giống như anh Hồ nói là bị ế hay là ngồi cái, <cười> <cười> cái, đó thì chưa biết đâu bây giờ chưa biết nhưng mà giờ hỏi là nếu mà có sự chọn lựa thì phụng muốn được gả cho ai đúng rồi à. trong tất cả những ca sĩ của trung tâm tôi Asia. thấy cái cuốn ngày tân hôn mới nha không có hát chung với lâm nhật tiến mà cái hình bìa là ôm đá chân với lâm nhật tiến nữa à, nhưng mà không Vì chọn lâm không? nhật tiến không chọn à? nếu mà thế thì nếu mà cho phụng chọn một người ca sĩ ừ. trong chọn Asia, quang minh, <laughs> quang minh. <laughs> Really? Right. <laughs> nếu cho phụng chọn thì phụng, phụng chọn Quang Minh đi ha, Tại cho nó vui chút xíu đi, that's true, that's yeah, that, yeah. Cũng, cũng hơi lạ đó, lạ đó uh -huh. đúng không? chứ bây giờ mà nếu như mà đúng ca rồi. sĩ hát với ca sĩ thì thấy nó giống như bảo đảm quý vị sẽ đón liền. Không biết là anh Trúc Hồ có xem chương trình này không? <cười> <cười> đúng không <laughs> Yêu ta cầu ta? là bây giờ yeah. thí dụ nhìn vô là biết là ngay là, oh, cô đó sẽ hát với người đúng đó. đúng rồi. Uh -huh. phải có một cái gì surprise phải không? thì uh một -huh. là uh là nếu mà cho phụng chọn thì phụng sẽ chọn Quang Minh chắc ký tới nhưng mà đám cưới vậy. nhà quê chứ không đám cưới mặc uh, sorry <laughs> uh, à đúng rồi uh, y phụng nói tôi mới nhớ là y phụng có nhiều lần uh, nói là, là 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 tuy là ở ngoài y, Ph y, phụng đẹp và fashion như vậy nhưng mà thật sự cái tâm hồn y phụng rất là uh, nói như thế nào tức là rất là con gái quê phải không thì phụ phụng yêu đi về việt nam là yêu về mấy cái miền quê à, phải không vậy là đúng à thế là tin đồn này là đúng nè à? con gái quê tức là có những cái tin đồn đúng nhưng mà con gái quê thì dương vẫn chưa hiểu cái đó nhiều lắm y phụng có thể giải thích xem nghĩa là nếu mà mình muốn được làm một cô cô gái quê thì phải như thế nào à, không phải đâu không phải là cô gái quê tức nhiên là phụng nói là à, quý vị nhìn nhìn y phụng như vậy nhìn à. ăn mặc này là cái, cái đó cái sở thích của y phụng nhưng mà thực sự cái là rất là, là tây à. phương à, Phụ thích, uh -huh. phụng thích mặc đồ đè phụng thích này kia nọ nhưng mà Nếu như ai đẹp sometimes nhưng mà nếu mà đi về việt nam á tại vì có lẽ là chắc là phụng gần gũi với uh, uh, khán giả miền miền tây những người nông dân nhiều hơn ah, okay, tại vì okay. vì cái nghề của phụng tại vì phụng lăn lộn trong cái nghề này là từ lúc mà còn rất là nhỏ mà quý vị cũng biết là cải lương Cải lương thì hay đi xuống những miền tây ừ. rồi miền nông dân nam bộ thì phụ phụng lại ở nhà dân ở nhà dân mình... cho nên phụng lại thích những 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 cái đó phụng lại nhớ cái đó trong đầu mình nhiều hơn những cái tỏa là con người hơn. của phụng rất là yeah. rất là nhiều tình cảm đúng vậy người phụng rất Không, là, sự, sự là vậy. rất là sâu thấy... sắc rất là tình cảm <laughs> Đó, thì hồi với nãy như là, như vậy từ nhỏ tới lớn Phụng sống với người dân lao động nhiều hơn cho nên khi đi hát đi đâu cũng muốn đi xuống dưới quê muốn nhìn những cái cảnh đó phụng có biết không cái bài hát đầu tiên đoan coi phụng mà trên Asia đó là bài yêu một mình á cái bài đó tâm đoan thuộc lời tức là mình nghe hồi nhỏ từ hồi lúc 10 qua Canada là năm 13 tuổi nha nghe thôi mà thuộc lời rất là nói là yêu cái bài đó lắm mà phải nói là hồi xưa tâm đoan nghe là cô dáng thu hát thì phải nhưng mà khi mà nghe lại phụng hát á Tâm Đoan fall in love với cái bài đó all over again có nghĩa là tức là mình yêu bài yêu hát lại. Nó lại hoàn toàn lại từ đầu. Trời ơi cảm ơn dân dự quá một ca sĩ quê hương mà đang rất là nổi tiếng đó, được. Thôi. Thích yêu luôn. Cảm ơn. Không cảm ơn Tâm Đoan đó. rất là nhiều nhưng mà cái đó cũng phải cảm ơn là anh Tâm Đoan biết ai không? Anh chúc hồ. Anh chúc hồ yeah. đó. Anh Trúc hồ yeah. có một cái uh, một cái tức là mình nói anh em mình là một một cái lỗ tai trong nghề rất là hay nhưng mà phải nói là một cái thiên tài uh, trời phú chảnh có một cái tài là tức là ảnh nghe một bài hát ảnh biết ngay ảnh chọn đúng cái người ca sĩ nào mà hát hợp cái bài hát đó và ảnh mà đã chỉ định thì 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 là bài hát đó hết đúng không bao nhiêu bài hát mà ảnh đưa một bài hát brand new ảnh ảnh giao cho người ca sĩ nào hát là bài hát đó hết mà nhiều khi đó thùy dương lại còn để ý là khi mà giao bài người ca sĩ đó lại không có muốn cái bài đó nhưng mà sau khi trình diễn xong rồi kính thưa quý vị thì cái bài đó chính ra lại hit cho cái người ca sĩ đó đúng rồi làng àng nói đúng rồi, em, em. em không biết em hát bài nào <laughs> à, em hát đi <laughs> nhưng mà cái giọng nói thì rất là dở đúng <laughs> không anh anh hồi là giọng nói rất là dở nhưng mà chính à. quý vị có biết là cái bài Không bài đồng ý hướng Không ai dám nói hả Không dám nói <laughs> Nhưng mà phải nói là giọng nói hơi lạ nhưng mà, nhưng mà quý vị có biết là anh Hồ chuyên môn viết về nhạc tình đúng không ừ. Coi như những cái bài mà nhạc trẻ, nhạc tình Những cái bài mà đưa rất là nhiều ca sĩ nổi danh ừ. Trái tim mùa đông cũng như quý vị đã nghe nhiều rất là lắm, nhiều, nhiều rồi nhiều lắm, nhiều lắm. Nhưng mà quý vị có biết là Anh Hồ á, cũng là miền Nam rặt Và anh lại rất yêu mến cải lương Chính Y Phụng nha Y Phụng là, là, là trong trong máu là, là ba mẹ là cải lương Nhưng mà hồi nhỏ như Tâm Đoan nói là Tâm Đoan biết là Phụng hát nhạc trẻ <laughs> Phụng nghe thôi Chứ chưa bao giờ dám đứng trên sân khấu mà hát nhạc quê hương Nhưng mà chính anh là cái người mà dạy cho Phụng luyến lái cái bài yêu một mình Mặc dù anh luyến như dở anh dễ sợ <laughs> Cái giọng của anh tưởng tượng Cái giọng của anh khèn dễ sợ Nhưng mà anh dạy cho Phụng đó Quý vị có, có ngạc nhiên <laughs> chuyện đó không? Nếu thế thì bây giờ Y Phụng trở lại với Asia Nghĩa là ở lại luôn hay là sao đây nghĩa là chúng ta sẽ có bị vắng mặt nữa không hay là phải đợi đến bao giờ đẹp đi đẻ mới vắng mặt không không, đâu y phụng nói mà nếu có một lần có nói chuyện với cái show của chị giáng ngọc á chị ngọc có hỏi phụng là nếu mà chọn á người yêu hay là người yêu bắt chọn nghề thì thà bỏ chồng chứ không bỏ nghề nhưng mà Đã mệt quá. <laughs> không sự, sự, thật là vậy mà tại vì nghề này nuôi y phụng mà làm chứng làm chứng có coi <laughs> và nếu mà lần này mà y phụng trở về mà y phụng Quý vị có thấy nghĩ Phụng của Sinh đính chính một điều nữa là Chỉ có Asia đuổi Y Phụng thôi Khi Phụng không bao giờ tự động Sinh nghĩ Thì lại cho tâm đoan tiếp lời là Trung tâm Asia là một trung tâm nổi tiếng không bao giờ đuổi ca sĩ <laughs> Thì đó cho nên bắt đầu là, là phải ở lại lâu hơn Có nghĩa là lifetime đóng mọc <laughs> You're stuck Và Thùy dung um, à, xin chia sẻ một, một, một chút nữa thôi đó là Đối với Asia đó Thùy Dương để ý rất Thưa quý vị là là một trung tâm mà từ trước đến nay không có ký contract với ca sĩ kể cả gà của mình tại vì Thùy Dương nhớ có một lần anh Hồ có nói là nếu khi một người ca sĩ nào mà muốn ra đi thì một tờ giấy mà bắt người ca sĩ đó ở lại cũng không có nó cũng không có có, có, có nó cũng không có nó không không được lấy cái gì hết không có cho nên là gì? anh Thà là không có ký contract với ai hết đúng. và anh em chúng ta ở với chung nhau làm việc với chung nhau vì cái tình thương ừ. như là y Phụng mới nói đúng rồi anh xa thì phụng nghĩ là Họ đối xử với ca sĩ cũng thế là giống như anh em nhiều hơn là ca sĩ và và một cái trung tâm lớn. Dạ yeah, quý vị có biết không, cái trung tâm này lạ lắm quý vị. Thường thường người ta đi làm là work là work, home là home, uh -huh. bạn là bạn. Tức là mình đi làm xong để công việc lại ở hãng rồi mình đi về nhà. Còn trung tâm này làm việc chung, đá banh chung, đi ăn chung, đi chơi chung. Halloween, party cũng chung, cái gì cũng chung, hết. cái gì cũng chung hết, không, không chung, nhưng mà không ngủ chung, thank you Nhưng you mà it. có một điều á, à, Thùy Dương với lại Tâm Đoan biết một điều nữa mà đặc biệt chỉ có trung tâm ASA mình có chuyện đó thôi, đố hai vị đó, chỉ có thôi nha, chỉ có anh em nghệ sĩ mình với nhau thôi nha, một cái điều rất là đặc biệt mà không có một ca sĩ nào của trung tâm nào làm chuyện đó hết, có biết không? đã ban chung không đã ban chung thì cái à, chuyện nó phụ nữ rồi tôi cũng nghĩ đá ban nhưng mà rồi đã ban thì thì rồi đã ban thì đúng rồi một, đã ban nữ như ra mà, đá mà. mà có hả có chung hay là làm chung à, làm chung nhưng mà chỉ có chỉ có ca sĩ của ASA mình á mới làm được những việc đó thôi thôi vô luôn thôi vô luôn, vô luôn đi vô ha luôn đi. À, <cười> ok <cười> đó là quý vị có thấy là trung tâm ASA ca sĩ nào cũng có một cái vị trí đứng hết á. đúng không <cười> <cười> một cái vị trí đứng hết Uh, nhưng mà hơn. mọi người á <cười> <cười> nhưng mà nhưng mà đặc biệt ca sĩ của của chúng ta mọi người á, rất là đoàn kết với nhau thí ừ. dụ như anh Lâm Nhật Tiến hát thì có thể ASA sẽ mời một người extra phụ diễn với ảnh à, okay. nhưng yeah. mà Nguyễn Hồng Dung có thể làm minh họa cho Lâm Nhật Tiến à, cái đó là một đúng. cái điều rất là khó với ca sĩ yeah. chỉ có ASA Cô... mình là đoàn đúng, kết đúng, bây đúng, giờ đúng. thí dụ như Phụng nói uh, Phụng hát chung với Tâm Đoan hay là Phụng thi như khác đi người ta phải nói ồ phải hát nhiều hơn chứ phải này kia nhưng mà trong ASA mình là thôi người hát một chút 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 để cho vui cho vui đúng mọi rồi. người đều đoàn kết và phụ với nhau cho nên cái điểm đó phụng thấy là ASA um, không phải riêng chủ đâu mà chính bản thân tụi mình cũng rất là thương nhau như gia đình đúng không yeah, phụng nghĩ mà, là như nhưng vậy mà quan trọng là 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 từ từ những người đi ch... những người ở đúng trên là, như vậy đúng, đúng không thì, thì 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 giống như ai là... cũng giúp đỡ yeah. nhau hết phụng thấy như vậy thí dụ bây giờ bài của tường khuê thì thùy dương cũng có thể đứng ra làm minh họa minh hay là à. y phụng cũng có thể đứng ra minh họa nhưng mà một trung tâm khác thì em, mình em ít cái, thấy. cái 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 lần cái lần đó em đứng ra là vì cái chiếc áo dài đúng <cười> <cười> lấy áo dài <laughs> đi show luôn tới không, bây giờ tại không biết cái đó là mình phụng thấy rất là hay phụng thấy rất là hay nhưng mà cái này không phải là chủ ép nha Hình như là tự động tụi mình đứa nào cũng như vậy đúng không? Cùng yeah. thấy ai cũng tự dễ với We just nhau hết trơn. Mình mình uh. mình mình <laughs> <laughs> có những relationship riêng. Thưa quý vị là một lần nữa xin nhắc với quý vị là ngày 4 tây tháng 12 sắp tới đây thì trung tâm Asia rất là um, uh, Có như là ý nhị đã góp lại hai cái chủ đề hot nhất mà quý vị đã yêu cầu nhiều nhất trên forum trong thời gian gần đây đó là chủ đề đám cưới từ cái cuốn DVD ngày tân hôn và chủ đề xuân Um, là hai chủ đề mà mà được yêu cầu nhiều nhất thì anh Trúc Hồ đã uh, anh Trúc Hồ và ban tổ chức đã ghép, lại. ghép hai cái chủ đề này lại và lấy một cái chủ đề mới rất là dễ thương là đám cưới đầu xuân sẽ được quay vào ngày 4 tây tháng 12 ở Long Beach và đương nhiên là có sự có mặt của Y Phụng cũng như là tất cả các anh chị em nghệ sĩ của trung tâm Asia rất mong là quý vị sẽ có mặt rất đông đủ. Uh, vào ngày đó chương trình sẽ được bắt đầu vào 7 giờ tối và, và thưa quý vị là nếu mà quý vị muốn mua vé Thì có thể liên lạc với trung tâm Asia Qua số điện thoại đang trên màn hình à, Và đặc biệt nhất là đối với quý vị nào mà mua 10 vé Thì theo Thùy Dương được biết là cũng có được discount Cho nên là Thùy Dương rất Để là Được ngồi chung với Thùy Dương <cười> <cười> Có không vậy? Có không vậy? Có hả? <laughs> đang chúc nó bị đánh quá à, Được discount 10 vé vâng không phải là được discount 10 vé nhưng mà nếu mà mua 10 vé thì được discount hình như là 10% thưa quý vị. Và tuy nhiên là như lúc nãy chúng ta đã tâm sự thì sẽ có sự trở lại của nữ ca sĩ Y Phụng mà Thùy Dương tin chắc rằng là rất là nhiều quý khán giả đã chờ mong. Và thưa quý vị là ngày hôm nay thì Tâm Đoan và Thùy Dương cũng rất là vui là đã được tâm sự với một người nữ ca sĩ mà Thùy Dương thấy là rất là đam mê với nghệ thuật và tên tuổi của cô cũng như là cả dòng máu của cô đã gắn với sân khấu của uh, văn nghệ của Việt Nam của chúng ta Thì um, một lần nữa Thùy Dương xin cảm ơn Y Phụng rất là nhiều Đã đến với chương trình ngày hôm nay Và có thể là có một lời cuối cùng chia sẻ cùng quý vị um, Y Phụng xin cảm ơn Thùy Dương Cảm ơn nữ ca sĩ Tâm Đoan à, Và cảm ơn Trung tâm Asia một lần nữa Đài truyền hình SPTN và SET Đã cho Y Phụng uh, cơ hội Ngày hôm nay để lên Trò chuyện cũng như tâm tình cùng với quý vị Cũng xin quý vị hãy nên uh, đến Ủng hộ và chúc Tết đầu năm Cùng với gia đình của Trung tâm Asia Thưa quý vị, chúng tôi sẽ phát một bài hát của uh, nữ ca sĩ Y Phụng Và quý vị email về 24 tiếng đồng hồ tính từ lúc quý vị tắt máy khi chương trình kết thúc uh, Và chúng tôi sẽ check theo giờ quý vị cần phải trả lời 3 điều Bài hát tên gì, cuốn ra số mấy, chủ đề gì Tuy nhiên là với tiếng hát của nữ ca sĩ xinh đẹp Y Phụng Quý vị sẽ được một CD tân cổ rất đặc biệt của uh, Y Phụng với chủ đề là Ngu lan chiếc nữ. ngưu lang nữ, yeah. biết à, và với chữ ký đặc biệt của Huy Phượng sẽ gửi đến tận tay cho quý vị. Chỉ có một người được uh, thắng giải mà thôi. Cho nên là mong quý vị sẽ nhanh nhanh tay, nhanh tay email về cho Asia Channel at SVT <laughs> <N>. tv <laughs> <laughs> SVTN.TV Kính thưa quý vị là một <laughs> lần nữa Tâm Đan và Thị Dương xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp Good night bên quan lá đơn sơ năm tháng đời tin chồng giờ đây lá sầu riêng đã thay lời thơ vĩnh biệt chôn lấp đâu rồi hình bóng bạn tình chung còn cha giờ này chỉ là một kẻ phế nhân cả sự nghiệp chỉ có một chiếc đàn long phim trời mù lửa đoạn mà ngày về quê đừng còn u ám khói mây chiều tầm con con đưa cha đi thăm mộ mẹ con đi con vâng để con đưa cha đi bây giờ con hát lại cái bài hát mà mẹ con thường dạy con đó hát đi con 手绢。